Học viện Nguyên tố Cháp 7, Thư viện ẩn. Trong Cháp trước, Hòa và Gấu Đỏ đang bị Thủ Thư truy đuổi. Liệu Hòa và Gấu Đỏ có thể đánh bại được Thủ Thư không? Hãy xem tiếp nhé. Chào mừng đến với Cháp 7 Học viện Nguyên tố. Hòa đang chạy thật nhanh khỏi Thủ Thư. Trời đất ơi, nó rượt đuổi mình mà không phát ra tiếng động. Loạn họa là bị xiên. Vận dụng ích để đối phó mới được. Thì ra Hòa bị Thủ Thư truy đuổi và không phát ra tiếng động. Hòa đã dùng năng lực của mình để né chiêu của Thủ Thư. Hòa đã tránh sang chỗ khác để tránh sự truy đuổi của Thủ Thư. Hay là mình có năng lực tâm trí nên mới có thể né và trốn tránh. Hoa ngồi xuống nhìn lên và nhớ lại chuyện gì đó. Tình cảnh này hệt như lúc đó mình đã bị bắt nạt, trốn vào thư viện. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ tiếp diễn, nhưng đã có một điều xảy ra. Một sách bị bắt nạt là phải rồi. Quay về một đêm của 4 năm về trước, lúc này Hoa đang bị truy đuổi. Con nhỏ đó đâu rồi? Nếu thằng đó không che giấu là thấy nó rồi. Không thấy nó, đại ca ơi. Đại ca sao quyết liệt tìm nó dữ vậy? Nó có giá trị gì sao? Mày không biết nó có năng lực cả tâm trí à? Nó có thể giúp chúng ta cực kỳ nhiều. Đó, có thể giúp chúng ta biết được ai đang hành tung gì đó. Khi có đánh nhau, có thể biết trước được hành động của đối thủ. Cứ như mấy thằng này nói về khả năng của riêng con Hoa vậy nhỉ? Nhìn về phía của một người. Thằng nào che giấu cho nó là sẽ bị như thế. Nói nhỏ xíu lại, đại ca ơi. Nãy giờ buổi đêm mà nói chuyện như cái bồ vậy đó. Cứ tưởng Hoa 4 năm trước sẽ như thế này nhưng không. Đây là Hoa của 4 năm trước bằng. Đại ca có năng lực không? Mình phải đi thật lẹ mới được. Năng lực của ta chính là khả năng thao túng đồ vật xung quanh. Với bán kính 5m, nếu ta mạnh lên thì có thể thao túng những vật nặng. Xịt, trong lúc tụi nó vẫn đang nói chuyện thì có một người trên mái nhà đang nói cái gì đó. Tôi sẽ trở lại với đám ồn ào. Xịt quá đại ca ơi, đại ca có thể là mạnh nhất trường luôn đó. Nếu em có sức mạnh đó là làm bá chủ thế giới rồi hà hà. Thằng này gây quá nhỉ. Chuyển cảnh, Hoa vô tình tạo ra tiếng động lớn. Hoa hoảng hốt. Chết mẹ rồi. Tiếng hát của một người vang vọng khắp nơi. Bảo vệ xuất hiện. À, mấy đứa kia. Vâng. Một người trên mái nhà cất giọng hát. Chết tối quá. Đằng sau là nó chạy thế nào đây? Giờ ngươi. Hoa hoảng hốt sợ ý. Hoa ngã xuống. Ái bỏ mẹ. Tỉnh lại. Cô bé A cuối cùng cũng tóm được em. Mày, tao đã làm gì mày đi theo tao như thằng bám đuôi vậy? Hoa từ trong người bóc dao ra. Nhanh chóng con dao trong tay Hoa đã bị cướp đi bởi năng lực của tên đó. Đừng phản kháng. Giờ một là chết, hai là đi theo phe của ta. Chọn đi cô gái của ta. Chọn đi cô gái. Không có thời gian đâu. Mặc dù vẫn còn hoảng hốt nhưng Hoa vẫn trả lời. Ngươi nghĩ ta yêu đuổi tới nỗi phải lựa chọn sao? Cô nói đi nghe hoặc chết. Đều nhé. Hoa trả lời một cách cương quyết. Hoa 4 năm trước năng lực, tâm trí, kỹ năng, thành thạo các môn võ như vô vi năm, bảy trọ. Bỗng nhiên con dao lao tới đâm vào ngực của Hoa không phải chỗ tim. Với một khuôn mặt gợi đòn hắn nói. Cái kết giò không nghe lời ta đấy. Hoa nổi giận. Hoa chỉ tay về phía sau của tên côn đồ nói lớn. Cô kia. Hả gì? Cô phát hiện rồi sao? Ủa? Tên này đã bị Hoa lừa nhân tiện mình kêu thằng này là tóc vàng nha vì trong bảng. Màu của tác giả nó tóc vàng. Hoa nhanh chân chạy thoát. Hesi vết thương này hên là không phải là trí tử nếu không là hẹo rồi. Nếu mình không tham gia mấy cái phe này thì đâu có như này. Dành cho mấy bạn không biết, vào 4 năm trước ở khu vực này chia ra 3 nhóm. 1. Nhóm côn đồ chuyên đánh nhau. 2. Nhóm trộm cắp nhóm của Hoa. 3. Nhóm internet chuyên là những hacker. Vết thương của Hoa bắt đầu rỉ máu. Máu nhiều quá. Nhỏ kia, mày dám lừa tao con quỷ. Mặt mày sáng sủa mà lừa người ta. Do mày quá ngu. Mày nói cái gì? Tóc vàng đã tức giận vì bị kêu ngu. Lao dao ngũ, tuyệt chiêu có 5 con dao lao tới tấn công đối thủ. Một nụ cười của người nào đó. Thì ra là người vừa hát lúc nãy đó chính là gấu nâu nhân vật chính. Anh ta lao vút tới phá vỡ đòn tấn công của tóc vàng. Ngươi là thằng lùn nào? Đến đây làm cái chó gì? À, mày phe trộm cắp. Mỗi phe đều có dấu hiệu để nhận biết. Ví dụ phe trộm cắp là viên ngọc ở dưới cổ áo. Chạy đi Hồng. Ok, tôi đi ngay. Nhỏ kia không được chạy. Giao truy đuổi, như cái tên chúng sẽ truy đuổi theo mục tiêu cho đến khi bị tiêu diệt. Chạy đi đâu? Gấu nâu liền hóa giải đòn đó bằng cách tiêu diệt những con dao. Đối thủ của ngươi là ta. Chưa bước qua sát của ta thì đừng mơ mà truy đuổi. Giết nó trước vậy. Gấu nâu liền lao tới, chém một nhát ngay hắn. À, cái đéo. Ta sẽ không cho ngươi một giây phút nào để nói nữa đâu. Nãy giờ ngươi làm gì thì đây sẽ là hậu quả. Trong cảnh khác. Mình phải đi tìm bệnh viện. Vết thương này. Mình mệt quá. Mọi thứ mơ hồ quá. Bọn nó sắp đuổi đến rồi. Mình. Hoa mệt mỏi ngồi xuống. Hình như là có ai thì phải.
Cô là ai? Hey Si, nhưng cô hãy đi đi và đừng quay lại. Cô không cần lo cho tôi đâu. Cô mà lo cho tôi là sẽ giống tôi. Trọng thương tới nổi. Cô đừng có nói chuyện nữa. Có vẻ vết thương của cô khá nặng. Cô không nên nói chuyện nhiều. Sao lại có con dao ở đây? Mất máu nhiều là tới công chuyện. Tôi sẽ đầu tiên là xem xét tình hình, rồi gọi cứu thương. Tôi sẽ ở đây với cô. Ê, bệnh viện, phải không? Đi cứu cô này đi. Cô này bị đâm nhẹ ngang không thì hiểu đó. Cô ấy mà chết là tôi kiện bệnh viện vì đi chậm đó nha. Nhanh lên cái bọn này. Ê, ok, đi liền. Ê, cô kia, đưa cô ta cho tôi. Mày là thằng đéo nào? Cô ta là một tên trộm nguy hiểm, tôi phải bắt cô ta lại. Nếu cô không chấp hành quy định thì tôi sẽ bắt cô cùng cô ta. Anh chàng này chính là gấu đỏ TV vào 4 năm trước. Ê, cậu là ai mà đòi bắt tôi? Tôi già lắm hay sao mà kêu bằng cô hả? Ông mù hay gì không thấy cô ấy bị thương hay gì? Cần đi bệnh viện. Cho nó chết luôn đi. Nếu đã vậy thì chơi. Gấu nâu từ xa cảm thấy không ổn. Ê nè, thằng kia, sao mày lại ở đây? Gấu nâu đã lao ra đỡ đòn cho cấp 3 không biết vẽ là cô gái tóc đen trắng. Hả, sức mạnh đó là sao? Em nếu cậu ta không cản chắc. Ê, hai người kia là bạn của cậu hả? Một người thôi, người đó rất mạnh. Cấp 3 hoảng hốt. Cùng lúc đó xe cứu thương cũng tới. Xe cứu thương tới rồi kìa. Trong giấc mơ của Hoa. Cha mẹ mình, sao lại như thế chứ? Nếu không thì mình đâu có thế này. Cãi nhau đánh nhau, gây hấn vì sao chứ? Chắc là do mình. Cuối cùng, chưa bao giờ gia đình mình hạnh phúc cả chỉ vì cách dạy, mà lại làm ra thế này. Có vẻ Hoa có quá khứ không mấy hạnh phúc. Nhưng cô ấy không biết cha cô ấy luôn lo cho cô ấy hết mực. Người đầu tiên ghé thăm có trong bệnh viện cũng là cha cô. Tiền phí đều là do cha của cô trả. Cho, dù, phải, gánh, vác, mình vẫn phải hoàn thành mục tiêu cha mẹ đưa ra. Nhưng tất cả đều không thể, ai cũng muốn nhiều hơn và đã chìm sâu vào tiêu cực, tham gia phe trộm cướp. Giờ mới là điều mà cô hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh họ vì cô xem họ như gia đình của mình. Trong số đó nhưng ngoài băng nhóm vẫn còn một người không cần biết mình là ai, cũng sẵn sàng giúp. Mặc dù biết mình ở phe trộm cướp nhưng vẫn giúp đỡ mình hết mực. Đen định mạnh ấy. Bây giờ nhớ lại thấy hồi đó trẻ trâu vãi linh hồn. Nhưng mà giờ vẫn phải lo về vấn đề thủ thư. Ai, cô ta phát hiện rồi. Vừa mới nhắc thủ thư đã xuất hiện, nhưng gấu đỏ đã xuất hiện tấn công thủ thư. Bùm chiêu của gấu đỏ đã khiến cho một vụ nổ xảy ra. Đứng yên, đụng tới tao thì được nhưng cô ấy thì không. Ngũ lửa, tuyệt chiêu tạo ra 5 ngọn lửa. Nhưng vẫn bị Hanner triệt tiêu. Không được rồi, nó bắt được mình rồi. Ái một đống dây xích vậy, gấu đỏ bị bắt rồi. Tránh xa tao ra. Không được rồi. Bỏ ta ra, cô ta đi đâu đấy? Chạy. Hà đi về hướng gấu đỏ ư? Cô ta tính làm cái gì? Ê, đừng nói là tính giết cậu ta nha. Thảo cờ rớt của ta ra con quỷ. Đã bảo là bỏ ra. Chào mấy bạn không biết đây là hoa thức tình một phần sức mạnh. Cầu giúp của ta là của mình ta, đéo ai được đụng vào. Hoa ra chiều quay lại, cưỡng chế đòn tấn công của đối thủ quay về phía ngược lại. Dây xích của ngươi của thật là hữu ích. Giờ ngươi ăn năn sám hối đi, vì ta sẽ chờ. Chưa nói xong thì rơi xuống, gấu đỏ tỉnh lại. Bạn rơi xuống rồi phải làm sao đây? Ấy, bạn ấy rớt xuống rồi. Hình cậu nói sẽ sức mạnh gì đó. Thế Si, mình phải đi đỡ cô ấy. Đu, phải nhanh thôi. Mình bắt được cô ấy rồi. Bạn ơi, cô ấy ngất rồi. Ai, sao lại có máu này? Cô ấy bị gì đâu? Ủa, cái đéo gì đang mở vậy? Sao nó lại mở ra và tại sao nó lại ở đây? Thư viện sao con Hanner không biết? Trong đầu gấu đỏ đã có hàng vạn câu hỏi. Thư viện ẩn hả ta? Giữa thư viện có chỗ này sao? Mình phải nói cho trưởng biết mới được. Có người kìa. Ánh nhìn đó, ánh nhìn khi mình không biết chỗ này ư? Cậu ta không nói gì, ra chiêu, trọng năng lực, có thể đẩy đối thủ theo hướng ngang với lực cực lớn. Hình như hắn đang ra chiêu. Á, thật à, mình làm sao đây? Mình có thể dùng phân thân lửa nhưng còn hoa nên không thể sử dụng được. Ở hai người đó là ai ta? Hình như đó là... Chính khách chưa tính tiền ạ. Ghi sổ nha, tôi phải đi cứu người gấp, gặp lại sau. Hay ra mình chụp được rồi. Làm cái đéo gì mà rơi xuống vậy mấy bá? Mà nhỏ này là ai? Làm đéo gì mà rơi xuống vậy? Đang uống cà phê luôn á? Mới có biến xong giờ tới hai tụi bảy nữa. Mệt thấy mẹ, giờ xuống đất cái. Bị phát hiện rồi, mình phải đổi mật thất thôi. Không để thư viện bí mật của băng Ganter trong bị phát hiện. Ta đến cần người giúp. Ta giúp đéo cảm ơn thì chớ còn nói nặng nói nhẹ. Ai cần gì, ai cần bài giúp? Mà nhỏ này là ai? Người yêu của anh à, thật là đáng ngưỡng mộ em ganh tị. Hả gì? Người yêu của ông kìa? Không phải đâu, đó chỉ là bạn mới gặp thôi. Thật đó, người yêu trước mặt mà không chịu thừa nhận trêu người tôi à.
đỡ hơn cái thằng đéo có người yêu. Cái thằng kia cầm nhé, ta đéo thích cầm. Giờ mày muốn sao? Tao quýnh chết mẹ mày giờ, nhà vô nè. Đây là đâu vậy nhỉ? Hình như là thủ thư đang tấn công gấu đỏ, nhưng đây là đâu? Mình phải tìm gấu đỏ. Ê gấu đỏ kìa phải không? Đang làm gì vậy? Sao lại ở đây? Hình như chúng ta vừa mới thoát thủ thư đúng không? Ừ, chúng ta vừa mới thoát đó mặt cụ tè. Xung quanh gấu đỏ lại còn tỏa hoa khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với nậu. Đi phòng y tế kiểm tra thử không? Có chứ. Hoa cùng với gấu đỏ bỏ đi. Bây giờ chúng ta đi thôi. Ê nè, đang đánh nhau mà còn bị ăn cơm chó nữa. Cuối cùng thì mình cũng bị ăn cơm chó mà. Đi lo cho con thủ thư đi nhá. Ha ha. Là sao? Thủ thư là thư viện ở trên đó. Chắc nó bị cái gì gấp lắm cần phải tới nhanh hả ta? Hình như trên đó có người, không phải con Hunter. Nhân vật tấn công gấu đỏ chính là tên Phương lớp 9NA3, nguyên tố khí băng, gan tờ trong. Lên đó kiểm tra nhanh thôi giờ thì. What? Gấu đâu lao tới chỗ đó bằng sức mạnh của bản thân mình. Thằng kia mày tính làm cái chó gì ở đây? Người hãy cút đi. Ánh mắt đó, cút. Hả? Mi định làm gì? Cái đéo gì đang diễn ra vậy? Khói tan đi. Cái béo gì đang diễn ra vậy? Tại sao hắn lại ở trên đó? Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Và sao hắn lại mạnh đến thế?